hoàn tất kiểm phiếu bầu Tổng thống Indonesia, tin từ Jakarta. Ủy ban bầu cử Indonesia đã hoàn tất kiểm phiếu bầu Tổng thống khắp nước này trong ngày hôm nay, 20 tháng 7. Phiếu bầu tại 33 tỉnh đã được kiểm đếm và kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được loan báo ngày thứ Ba, 22 tháng 7. Hôm nay, Ủy ban bầu cử nói sẽ đếm xong phiếu tại 12 tỉnh. Joseph Kala, ứng cử viên phó tổng thống, người cùng liên danh với ứng cử viên tổng thống Jokowi Widodo, nói rằng việc cắt nguồn trợ cấp nhiên liệu sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông nếu ông trúng cử. Ông nói rằng sẽ không có sự chọn lựa nào khác và chính phủ của ông sẽ phải cắt giảm nguồn trợ cấp xăng dầu. Ông này tuyên bố như trên khi được hỏi sẽ làm gì trong 100 ngày đầu tiên nắm chính quyền. Hành động trên, theo ông, là để kiểm soát tình hình tài chính của đất nước đang bị thâm thủng ngân sách quá lớn. Trợ cấp xăng dầu đang làm lợi cho người giàu đã khiến chi phí của chính phủ tốn đến 20 tỷ đô la một năm và trở thành vấn đề chính gây nên sự thâm hụt công quỹ chiếm đến 3% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước Indonesia hiện nay. Kala cũng nói rằng ông hiểu rất rõ rằng việc cắt giảm trợ cấp xăng dầu tại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện nay là vấn đề hết sức nhạy cảm. Giá cả thị trường đã tăng vọt gấp 3 lần so với giai đoạn ông nắm giữ chức vụ phó tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên với tổng thống mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono. Trước đây, các vụ biểu tình phản đối giá xăng dầu tăng cao đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ lâu đời Suharto hồi năm 1998. Các tổ chức tư nhân đang theo dõi kết quả bầu cử cho thấy Jokowi chiếm được 53% số phiếu. Subianto Jokowi đang mong đắc cử sau cuộc bầu cử ngày 9 tháng 7 vừa qua.